vụ khách tiệp ở khách sạn 150 triệu một đêm tại Munich, ông trùm chân dài thích thú tận hưởng chuyến du lịch khá sang chảnh được lưu trú ở biệt thự trên biển. Vụ khách tiệp có sở thích khám phá trải nghiệm những khách sạn resort sang trọng đắt đỏ nhất thế giới. Anh vừa tới thăm quốc đảo Munich. Ông bầu của Ngọc Trinh chủ yếu chọn áo màu cam kết hợp quần vest trắng để nổi bật trong những bức ảnh chụp tại Munich. Anh cảm thấy rất sảng khoái khi có dịp đạp xe ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bạn bè. Vụ khách tiệp lưu trú ở khách sạn. Anh tiết lộ đã chi 150 triệu cho mỗi đêm ngủ tại đây. Biệt thự vụ khách tiệp thuê rộng khoảng 500m², đầy đủ tiện nghi cao cấp. Munich được mệnh danh là đảo trên thiên đường bởi đây có phong cảnh thiên nhiên tráng lệ, nước biển xanh ngắt và lặn sóng. Ông trùm chân dài chia sẻ mọi chuyến đi xa giúp anh nạp lại năng lượng, thấy vui vẻ yêu đời hơn. Hiện vụ khách tiệp không đào tạo người mẫu nữa mà tập trung tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Anh chỉ còn hỗ trợ lăng xê tên tuổi cho một mình diễn viên Quỳnh Hương. Ông trùm chân dài đón bình minh trên chiếc giường lưới đang tạo trend ở Munich. Vũ Khắc Tiệp mới phát triển kênh YouTube cá nhân để chia sẻ những trải nghiệm du lịch với bạn bè và khán giả.